Quý vị xem đài thân mến, trong những năm qua, hệ thống ngân hàng Agribank tỉnh Tây Ninh đã có nhiều tín hiệu đáng mừng về chuyển dịch cơ cấu tín dụng cho kinh tế tư nhân, đồng thời triển khai nhiều chương trình và dịch vụ phù hợp với nhu cầu và lợi ích của khách hàng trong tỉnh. Mời quý vị và các bạn xem đài tìm hiểu về một số dịch vụ tín dụng của Agribank chi nhánh Tây Ninh. Trong thời gian qua, ghi nhận từ chi nhánh ngân hàng Agribank tỉnh Tây Ninh cho biết, hệ thống ngân hàng thương mại trên địa bàn đang tích cực trong việc đáp ứng nguồn tín dụng cho khách hàng đến vay tiền và sử dụng các dịch vụ ngân hàng. Đồng thời, Agribank chi nhánh tỉnh Tây Ninh đã triển khai nguồn tín dụng có ưu đãi lãi suất thấp cho khối doanh nghiệp tư nhân phát triển là việc làm cấp thiết, thúc đẩy kinh tế địa phương cùng phát triển cho những năm sau. Mời quý vị theo dõi trả lời phỏng vấn của ông Phan Thành Chanh, Phó trưởng phòng kế hoạch tổng hợp của Agribank chi nhánh tỉnh Tây Ninh về chương trình này. Thưa ông, được biết vừa qua Agribank Tây Ninh có thực hiện chính sách ưu đãi lãi suất đối với khách hàng vay vốn để đầu tư mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, góp phần ổn định và phát triển kinh tế địa phương. Xin ông cho biết về chủ trương của chính sách này như thế nào? Hiện nay thì ngân hàng nghiệp đang có chính sách ưu đãi cho vay với lãi suất thấp đối với các doanh nghiệp, hộ gia đình và cá nhân để phát triển sản xuất kinh doanh. Cụ thể là đối với doanh nghiệp thì mức lãi suất cho vay là 6% năm, còn đối với các hộ gia đình và cá nhân thì mức lãi suất cho vay là 6,5% một năm. Ngoài chính sách ưu đãi lãi suất cho vay để sản xuất kinh doanh nói trên thì hiện nay ngân hàng nghiệp cũng đang dành một lượng lớn vốn trung hạn để hỗ trợ các doanh nghiệp và hộ gia đình và cá nhân mua sắm máy móc thiết bị, phương tiện sản xuất kinh doanh để nâng cao năng suất, góp phần là giảm giá thành sản phẩm, là để nó nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường. Xin ông cho biết về thời gian để xử lý hồ sơ cho vay thì mất khoảng bao lâu? Hiện nay ngân hàng nghiệp luôn quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng, do đó luôn giáo dục cán bộ viên chức đổi mới các tác phong làm việc, nhất là cán bộ giao dịch với khách hàng thì phải có thái độ niềm nở, lịch sự đón tiếp khách hàng, hướng dẫn khách hàng đến giao dịch tận tình, chu đáo, giải quyết công việc nhanh gọn, không để khách hàng chờ đợi lâu. Đặc biệt là đối với cán bộ tín dụng thì phải thẩm định hồ sơ vay vốn của khách hàng khẩn trương, không quá 2 ngày kể từ khi nhận đầy đủ các giấy tờ theo quy định. Vâng, xin cảm ơn ông về buổi trao đổi hữu ích hôm nay. Agribank chi nhánh tỉnh Tây Ninh và công ty bảo hiểm Abit thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và Nông thôn Việt Nam phối hợp triển khai chương trình bảo hiểm bảo an tín dụng đến với các hộ nông dân có quan hệ vay vốn với Agribank Tây Ninh. Tính đến thời điểm này, đã có trên 55.000 hộ nông dân đã tham gia bảo hiểm bảo an tín dụng khi vay vốn sản xuất với tổng doanh số là 15 tỷ đồng. Trong 9 tháng đầu năm 2014, công ty cổ phần bảo hiểm Abit và Agribank chi nhánh tỉnh Tây Ninh đã chi trả cho 156 trường hợp nông dân bị rủi ro với số tiền là 5 tỷ đồng. Được biết đây là sản phẩm bảo hiểm tín dụng được nhiều nông dân vay vốn ngân hàng tham gia vì sản phẩm bảo hiểm bảo an tín dụng đáp ứng được yêu cầu của khách hàng vay vốn tại Agribank, mang ý nghĩa thiết thực, chia sẻ rủi ro với người đi vay vốn ngân hàng. Mời quý vị theo dõi trả lời phỏng vấn của ông Trần Kiến Trúc, trưởng phòng dịch vụ Agribank chi nhánh tỉnh Tây Ninh về chương trình bảo hiểm bảo an tín dụng. Thưa ông, được biết thì trong những năm qua, Agribank Tây Ninh đã phối hợp cùng với công ty Abit triển khai cái chương trình bảo hiểm bảo an tín dụng. Xin ông cho biết về nội dung cơ bản của chương trình và quyền lợi của khách hàng vay vốn được bảo hiểm. Chương trình bảo an tín dụng là sản phẩm liên kết giữa ngân hàng nông nghiệp và công ty cổ phần bảo hiểm Abit nhằm bảo vệ tài sản, sức khỏe của người được vay vốn tại ngân hàng nông nghiệp. Về quyền lợi cụ thể của người vay vốn được bảo hiểm như sau: khi khách hàng vay gặp rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe và khả năng trả nợ vay của ngân hàng thì công ty Abit sẽ thay mặt người vay trả cho ngân hàng số tiền bảo hiểm tương ứng với cái số tiền dư nợ của khoản vay. Và thứ hai là người được bảo hiểm cái trên phạm vi của toàn thế giới. Chương trình này được thực hiện từ năm 2009 đến nay và đã được sự hưởng ứng tham gia tích cực của tất cả khách hàng vay vốn.
Đến nay, toàn tỉnh đã có là gần 50.000 khách hàng vay tham gia. Và riêng trong năm 2014, thì Ngân hàng Nông nghiệp đã phối hợp cùng với công ty Abit và chính quyền địa phương, vân vân, thực hiện chi trả cái tiền bảo hiểm đầy đủ, kịp thời cho 156 trường hợp khách hàng vay vốn với số tiền là gần 5 tỷ đồng. Thưa ông, hiện nay thì nhu cầu của xã hội ngày càng đa dạng trong các hoạt động ngân hàng. Vậy Ngân hàng Nông nghiệp còn cung cấp những sản phẩm dịch vụ gì cho đối tượng khách hàng là bà con nông dân trong tỉnh? Là một ngân hàng thương mại hàng đầu của Việt Nam, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, với mạng lưới gần 2.300 chi nhánh và phòng giao dịch trên toàn quốc, Agribank luôn chú trọng đầu tư, đổi mới và ứng dụng công nghệ tiên tiến, cung ứng các sản phẩm dịch vụ ngân hàng hiện đại với độ an toàn và chính xác cao đến mọi khách hàng trong và ngoài nước. Riêng chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Tây Ninh, với mạng lưới gồm 21 chi nhánh phòng giao dịch tại các huyện, thành phố trong địa bàn tỉnh, có 25 máy ATM đặt tại các chi nhánh phòng giao dịch khu dân cư, khu công nghiệp đã đáp ứng kịp thời, nhanh chóng các sản phẩm dịch vụ ngân hàng như mở tài khoản tiền gửi để thanh toán trong và ngoài nước, mở và sử dụng thẻ, trả lương qua tài khoản thẻ, thanh toán tiền điện, tiền nước, tiền điện thoại, dịch vụ ngân hàng qua điện thoại di động và nhiều sản phẩm dịch vụ khác như thanh toán quốc tế, chi trả kiều hối, chuyển tiền học phí ra nước ngoài, vân vân. Để biết thông tin chi tiết về các sản phẩm dịch vụ và các chương trình ưu đãi khách hàng khác của Agribank, xin quý khách vui lòng liên hệ tại 21 chi nhánh phòng giao dịch trực thuộc tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Vâng, xin được cảm ơn ông về buổi trao đổi hữu ích hôm nay.